Sorry, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sorry đã review bia truyền thống cách mạng người Hoa. Đây quay chi tiết cho các bạn xem. Không có đường vô, có cái hẻm đóng cổng hay đây. Khu di tích lịch sử không các bạn ơi. Review khu di tích lịch sử ngày xưa cho các bạn xem. Đây. Đi qua không các bạn? Bia kỷ niệm truyền thống cách mạng người Hoa. Sửa chữa là phong cảnh đẹp ghê không à. Chứ ngày xưa thì rừng rú không à. Xây rào lại làm rừng không à. Bạn thấy không? Rừng thiên nhiên không. Mình vô đây là vô rừng rồi. Nhưng mà có nó cặp bên đường vô rừng rẹt các bạn. Đó, xe chạy các bạn. Dân thì không ai ở đây đâu, đây. Rừng cặp biên giới mà. Chỉ có xây các khu di tích ngày xưa. Tượng trưng các anh hùng ngày xưa vậy các bạn, chứ không ai, dân không ở đây, dân chỉ qua lại đi, đi qua lại trên đường thôi. Cái đường này nó về đồn Trần Việt. Về đồn Trần Riệt rồi quay ra vô cứ Phạm Hùng con gì các bạn ơi. Mà cứ Phạm Hùng này vắng lắm, mình không dám vô. Nó mà chỉ canh lễ là lễ hội gì đó thì theo những người mà tham quan theo review được. Còn mình ngày thường thì không dám vô đâu. Nó rừng lớn y vậy nhưng mà nó vắng hơn, ở đây là nhờ có con đường. Ở đây là cặp bên đường xe chạy nè các bạn, xe đi vô dùng việc về. Chủ yếu là mình đi review cái khu di tích lịch sử ngày xưa để lên up lên cho các bạn xem, cô chú anh chị xem. Xe vô Trần Việt không các bạn. Đây, các vị anh hùng ngày xưa không. Bên kia đường cũng rừng luôn các bạn. Vô không biết mấy trăm mét thì mình không có rõ. Mới tới biên giới chắc không có xa đâu. Một hai trăm mét rồi. Là tới cọc rồi. Thích mình làm chủ là đi review khu di tích lịch sử ngày xưa để cho cô chú anh chị em xem lại những kỷ niệm ngày xưa ông bà để lại
di tích. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh, nhớ đăng ký kênh, ủng hộ và cho Sody xin một like. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.